này nó bảo có cái chàng bắt đầu đấy. Xin chào tất cả mọi người nhá. Rồi. Xin giới thiệu mình là Phạm Văn Tuyến. Rồi. Nhà vườn. Nhà vườn Phạm Văn Tuyến. Địa chỉ là bao nhiêu? Địa chỉ tại xóm 3. Xóm 3. Nam Toàn. Nam Trực. Nam Định. Số điện thoại. Số điện thoại 0945. 0945. 082. Rồi. Số điện thoại mình sẽ đặt ở bên dưới video nha các bạn nhá. Đây là nhà vườn Phạm Văn Tuyến, chuyên về các loại lan. Ở đây là chuyên loại lan gì? Đây là gần như là phi điệp. Đây hoàn toàn là lan phi điệp. Ngoài phi điệp ra còn gì không? Không, mình chỉ chuyên phi điệp hàng cỏ và hàng va. Cỏ và va. Hàng thường. Hàng bình thường. Đây là như cái giò này là giò lá mít. Nếu ở đây nếu mà khách người ta mua thì mình có hướng dẫn về cách trồng, cách chăm sóc. Có luôn. Có luôn hả? Rồi, giới thiệu bán với bán và cách chăm sóc luôn. Rồi, ở đây nhà vườn người ta sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc cũng như là cách nuôi trồng cũng như là cách nhân giống như nào nha các đây bạn nhé. Đây là những giò... Được hỗ trợ tận răng luôn. Đây là những giò lan đột biến này. Đây là lan đột biến. Đây là năm cánh trắng Phú Thọ. Năm cánh trắng Phú Thọ. Đây là toàn bộ là lan đây. Đây người ta thường tính bằng sen và bằng kỳ. Bằng sen bằng kỳ. Rồi. Còn cái cây lan trước mặt này thì như nào đây? Đây là lá mít. Đây là lan lá mít. iPhone. iPhone hả? Rồi. Sao lại có tên là iPhone? Tên gọi của nó là iPhone. Thì chủ của nó... Còn đây là... Quay cái giò này là giò đắt tiền nhất. Giò này giò đắt tiền nhất. Bao nhiêu tiền một cái giò này? Giò này là giò... HO. Gió là gió HO. Đây là gió HO này các bạn này. Mình quay cho mọi người cùng coi cho nó. Ủa, chết rồi. Sao? Ô con này nó ăn mất con rồi. Con xin nó ăn mất con rồi. Đây là ba mầm gốc và mấy mầm con. Ừ. Nhà vườn Phạm Tuyến chuyên về các loại lan. Đang giới thiệu cho các bạn con ho này mất con rồi. Trên cả nước biết về cái vườn lan này, ai có nhu cầu mua lan, trồng lan và chơi lan, xin mời liên hệ với nhà vườn Phạm Tuyến. Năm 2 năm cánh trắng này, năm cánh trắng Phú Thọ. Năm cánh trắng Phú Thọ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan cái vườn lan này nha. Đây là giò mít mắt đỏ. Mít mắt đỏ. Một mầm gốc, ba mầm gốc rồi. Một con đang đẻ rất là nhiều. Cái cây này chăm sóc thì thường chăm sóc như nào? Thường thường thì mình chăm sóc mình chỉ tưới ấy thôi. Tưới nước mua thôi, về là chỉ tưới thôi à? Chứ không làm gì nữa à? Không, có phân thì thi thoảng thôi. Khi đó thì mình sẽ chỉ cách đây cũng là năm cây trắng. Cây đấy thì bao giờ nó ra hoa? Cây này như cây này á? Ừ. Nếu mà để ra hoa thì tầm tháng 4. Tháng 4 sẽ ra hoa. Cây này cũng Phú Thọ này. Nhà vườn này rất là Phú Thọ. Phú Thọ. Còn đây, ví dụ cây này, cây này cũng là Phú Thọ. Cũng Phú Thọ luôn. Cây này dài hơn mét. Dài hơn mét rồi. Cây này là người ta mua tính bằng sen. Tính bằng centimet. Còn đây là cây này là cây gái nhảy. Cây gái nhảy. Đây là lan gái nhảy đây mọi người. Gái nhảy. Hoa nó rất là đẹp. Cái này cao bao nhiêu mét rồi? Cái này nếu tính nó cả hai ngọn nó dài hơn mét. Hai ngọn nó dài hơn một mét rồi. Con này mất một con rồi. Cái này người ta phải chăm sóc rất là kỹ càng đấy các bạn. Còn đây thì gọi là mắt đỏ. Mắt đỏ. Mắt đỏ Tân Lạc đây này. Tân Lạc Hòa Bình à? Rồi đúng rồi. Còn đây là mũi trắng. Mũi trắng. Cái mũi nó trắng á. Nó đột biến. Còn cái mũi cái trắng, trắng này nó gọi người ta gọi là gì đây? Cái trắng này vôi người ta khử trùng. Khử trùng bằng vôi. Còn đây. Đấy cái giò đó là giò mít. Mít à? Mít này mít lá to. Thần thủ to. Mít lá to này các bạn nhé. Thần lá đây gọi là mít thần lá to. Những cây này thường thường người ta ươm vào tháng mấy? Ươm á? Ừ. Ươm thì nó tùy bây giờ bắt đầu nó đẻ con. Ươm thì nó ươm trong năm, nếu cắt thì nó cắt trong năm. Trong năm hả?
Còn đây là toàn giống năm thứ hai. Đây là mới vừa đây, là, đây là mới đấy à? Năm thứ nhất, năm đây là sang năm thứ hai. Trong này toàn làm gì đây? Cũng toàn kia. Đấy là lan, lan đấy gọi là lan gì đây? Con này là con đua ngọn. Đua ngọn hả? Rồi, không không dừng con là lọc bắt. Con này sao tốt thế này? Không tỉa bớt à? Không. Hay cứ để như vậy thôi. Cứ để này, ai mua to thì bán to. Con đang mua cảnh thì... nó đi ngọn quanh năm luôn, nó không dừng. Sao cái ngọn của nó lại trắng như vôi à? Đây là rắc vôi, khử trùng. Đấy còn cây trước mặt đây là gọi là cây đây, à? Đây này. Đấy là nó là bình thường. Ở đây giò này là giò ám. Ám hả? Ám khói Hòa Bình. Còn ở cái vườn lan này, cái lan giá trị nhất là cây lan nào? Cây lan HO ở trong kia. HO. HO gọi ký hiệu là gì đấy? Hiền Oanh. Hiền Oanh à? Có rất nhiều. Đây nha các bạn nha, mình sẽ cho các bạn xem cái vườn lan. Vườn lan Phạm Tuyến nha, nhà vườn Phạm Tuyến. Đây còn rất nhiều loại khác. Địa chỉ và số điện thoại mình sẽ để comment bên dưới. Nếu các bạn nào có nhu cầu chơi lan trên cả nước mà muốn chơi lan, mua lan thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Phạm Văn Tuyến. Nhà vườn này cũng có rất là nhiều khách đến hỏi thăm đấy các bạn. Người ta cũng đến mua một số cây rồi. Thì hôm nay là nhân dịp đầu năm mới thì qua đây thì tôi vào tôi quay cho mọi người thích chơi lan ấy. Nhưng mọi người hay hỏi lan ấy, thì có thể tìm hiểu về cái lan này để chơi rất là tuyệt vời. Lan thì rất là đắt. Đây giò này giò mít Hải Hậu. Mít Hải Hậu à? Mít Hải Hậu, tên gọi nó mít Hải Hậu. Sao nó có tên là mít Hải Hậu? Hoa nó cực đẹp. Thì nó chỗ hoa Hải Hậu người ta đặt là mít Hải Hậu. Cái này cứ người nào có nghĩa là mua rừng là xong bắt đầu nó sổ hoa để người ta tự đặt tên. Chứ không thì mình đâu đặt tên. Đây mắt đỏ này. Mắt đỏ Hòa Bình. Mắt đỏ Hòa Bình đây. Mắt nó đỏ. Đây 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 là con gái nhảy. Hoa nó đẹp lắm. Mỗi năm nó nhảy một loại hoa. Đúng rồi đấy, chính xác. Cái này giờ trị giá cũng tính bằng sen. Tính bằng sen hết. Bao nhiêu sen thì bấy nhiêu tiền. Đây đúng rồi. Cứ hàng ra là họ tính. Đây, con này là con đắt nhất. Con này là quay này. Con đắt nhất đây. Con này đã có ai hỏi chưa? Có hỏi rồi nhưng mà đợi đến tháng 4 này nó đẻ thêm rồi mới ra. Cả nhà vườn cũng mỗi con này thôi. Hả? Đây, con này. Con này nhiều tiền nhất. Xong đến những con này. Những con này cũng nhiều tiền. Con này cũng bán bằng sen à? Đều bằng sen hết. Con này giờ nhiều tiền. Xong đến con này. Con này đứng thứ hai. Đứng thứ hai con này. Con này một mét rồi gì đó. Hơn mét, mét hơn mét. Rồi, ok. Ở đây nhân giống đây. Đây là khu này là khu nhân giống. Chúng ta sẽ ra cái vườn kia nhé. Ôi, Tuyến này, Tuyến này. Nó không cắn. Nó làm cái chân này, xong phim ấy. Đây là lúc mình nhân giống mình cắt, cắt cây mình đưa này. Con này mới nhân giống này à? Đây mới nhân giống này. Cứ để vậy là nó cắm rễ xuống. Cứ để vậy là năm nay đến tháng rồi nó nảy. Tất cả đều mới nhân giống. Có bán cả giống như này không? Đâu, có chứ, ai cũng bán hết. Mua như giống này gọi là lan gì? Đâu? Đây. Đây người ta gọi là tính bằng mắt ngủ. Mắt ngủ á? Đây là ta bán theo, nếu mà giờ mà mua thì bán theo mắt ngủ này. Lan này nhưng mà tên là cũng lan... là phi điệp luôn. Mấy giống từ trên kia ra. Còn đây cũng phi điệp hết à? Phi điệp hết. Còn bên ngoài là gọi là lan gì? Cũng phi điệp luôn. Cái loại này là nhân giống trước rồi này. Được một năm rồi này. Cái cây này là nhân được năm này. Năm thứ hai bắt đầu nó đang đẻ. Năm thứ hai thì bắt đầu sinh con đẻ cái. Đẻ cái là bắt đầu mẹ nó già đi. Cái loại này nó cứ năm đẻ một lần. Một năm mà đẻ một trái nhá. Đây nó đẻ hai ba con cũng có, một con có, xong bắt đầu trên này nó cũng đẻ tiếp.
nó đẻ lên cả thân này. Ở đây chuyên về buôn bán lan nha các bạn nha. Ai có đây, nhu cầu khu này là bán rồi xong giờ trống này, nay mai lại ra giống. Ai có nhu cầu phải liên hệ trực tiếp với em Phạm Văn Tuyến, 61 nhỉ. Mình nhắc lại địa chỉ là 61 đúng không? À, 63. 63 63 xã Lam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Số điện thoại mình sẽ để bên dưới cho các bạn có thể liên hệ một cách trực tiếp. Còn nữa không? Thôi, ở khu này. Và video mình làm về cái vườn lan của nhà vườn Phạm Văn Tuyến sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.